Một ca sĩ Việt ra mắt sản phẩm mới nhưng giấu nhẹm tên tuổi. Một sản phẩm âm nhạc mới với người thể hiện không được tiết lộ đang kích thích sự tò mò của nhiều khán giả Việt. Vừa qua, hashtag Machahem Timly Chai Chai Chin, mất anh em tìm lại thấy chính mình, được phổ biến rộng rãi trên nền tảng TikTok và Reel Facebook. Điểm đặc biệt của sản phẩm âm nhạc này đến từ việc tất cả thông tin về người thể hiện đều bị giấu nhẹm. Một sản phẩm âm nhạc thuần chất, chỉ âm nhạc và giọng hát của người thể hiện. Câu chuyện của ca khúc như lời khuyên nhủ nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm cảm xúc mà người hát muốn truyền đạt. Từng câu chữ trong một đoạn ca khúc như đang ôm ấp những tổn thương đã qua, xoa dịu những niềm đau đã cũ. Không cần quá triết lý, cũng chẳng cần hoa mỹ, một đoạn ngắn bài hát như lời tự sự được đưa vào trong sáng tác này chỉ đơn thuần là "Này em ơi, bỏ đi thôi, dù cho mai không ai dẫn lối, dù đoạn đường đi rất tối, cũng phải tự bước thế thôi. Và hãy nhớ hoàng hôn xuống rồi ngày mai bình minh sẽ lên, đừng nuối tiếc giấc mơ không thành, em sẽ an lành." Qua một đoạn ca khúc mất anh em tìm lại thấy chính mình, câu chuyện tình yêu buồn bỗng trở nên nhẹ nhàng, dễ thở hơn rất nhiều. Mất anh em tìm lại thấy chính mình mang tính chữa lành, phù hợp với xu hướng âm nhạc ở thời điểm hiện tại. Điều này chứng tỏ người hát rất khéo léo trong việc sử dụng ca từ và cập nhật kịp thời của người hát. Với sự phát triển vô cùng nhanh của âm nhạc Việt cũng như xu hướng nghe nhạc của khán giả trong những năm qua. Tuy vậy, giọng hát đầy cảm xúc pha lẫn sự từng trải này có lẽ không thực sự hợp lý nếu thuộc về một tân binh. Cách xử lý tinh tế với những màn lơ chữ nhẹ nhàng nhưng đủ chạm sẽ dễ được bắt gặp ở những nghệ sĩ vốn đã có quãng thời gian hoạt động đủ lâu trong thị trường nhạc Việt. Cũng đã rất lâu rồi khán giả mới lại được thấy một ca sĩ có giọng hát căng tràn, có nội lực nhưng quyết định lựa chọn một dòng nhạc nhẹ nhàng, mang đậm tính chữa lành. Đây rất có thể là cách đột phá của một ca sĩ hội tụ đủ nội lực, có cách hát rõ từng chữ một, và đôi chút lém lỉnh trong việc ra mắt sản phẩm mới với cách ra mắt sản phẩm vừa đủ để kích thích sự tò mò. Giữa lúc showbiz quen thuộc với motif tận dụng scandal thì có một nữ nghệ sĩ ra mắt bài nhưng lại giấu nhẹm tên tuổi để khán giả tập trung vào âm nhạc đơn thuần. Sự nghiêm túc này có thể là bước đột phá của một cái tên vốn đã có nhiều tên tuổi trong thị trường nhạc Việt trong nhiều năm qua. Mất anh em tìm lại thấy chính mình hứa hẹn sẽ là ca khúc dành cho những người đang tìm kiếm một bài hát thong dong, lãng đãng và mang tính động viên. Chữa lành trong mùa hè năm nay.